Xin chào mọi người. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho các bạn về dự án Zamzam. Đây là một dự án ngân hàng blockchain công bằng. Bạn có thể thử trải nghiệm mới chuyển tiền bằng số điện thoại và thêm mã thông báo Zam. Đây là một vài hình ảnh về phần sử dụng tính năng này ở trên điện thoại di động. Vậy tại sao thế giới cần các ngân hàng blockchain? Với nhiệm vụ của Zamzam đó là đẩy nhanh quá trình chuyển đổi từ hệ thống tiền tệ truyền thống sang nền kinh tế kỹ thuật số hoàn chỉnh để các ngân hàng và tổ chức tài chính trên toàn thế giới trở nên cởi mở, công bằng và hiệu quả thông qua việc triển khai các hệ thống blockchain và phi tập trung. Với sự cởi mở, tính minh bạch của tất cả các hoạt động trong blockchain, xuất bản thời gian thực các hoạt động tài chính chi tiết của ngân hàng Zamzam, mở kết quả kiểm toán ngân hàng, bạn chưa bao giờ làm việc với một hệ thống ngân hàng mở như vậy. Với hiệu quả, giảm chi phí bằng cách phá vỡ chuỗi trung gian, từ bỏ các phương trình quản lý tài chính. Công bằng, cung cấp cho người dùng sự lựa chọn giữa lưu trữ nội dung tập trung, phi tập trung, tương lai cho các hệ thống và cho phép tự do lựa chọn. Ví tiền điện tử, vì nó phải là nó sẽ giúp ngưng sự lãng phí, sự chủ yếu của bạn vào tháng hàng tá những ứng dụng tài chính với các chức năng bị hạn chế nghiêm trọng. Các Zam Wallet xóa ranh giới giữa tiền truyền thống và tiền điện tử, trong khi vẫn còn hiệu quả hơn so với thị trường 2-3 lần. Quản lý tài chính dễ dàng cho doanh nghiệp của bạn. Làm kinh doanh chưa bao giờ là dễ dàng, trực quan và tự động. Trong khi phát triển Zam Blockchain, chúng tôi đã tính đến nhu cầu của hàng nghìn doanh nghiệp từ khắp nơi trên thế giới. Chuỗi Zam với blockchain tài chính nhanh dựa trên Stellar. Chúng tôi thì đang tạo một ngân hàng blockchain độc lập với hoa hồng thấp nhất cho người dùng cuối. Công nghệ này được hình thành trên cơ sở hệ thống tài chính của chúng tôi để làm cho các sản phẩm Zamzam được phân cấp. Dưới đây là một vài các thông tin tin tức về dự án. Zamzam tung ra gửi mật mã bằng số điện thoại di động. Làm Mick Metro, cố vấn kỹ thuật mới cho Zamzam. Hay phần bài báo về ngân hàng Hồi giáo. Hiện nay về phần định giá token, giá bán của Zamzam miễn phí là 0 đô, phí bảo hiểm sẽ là 9 trên 450 gram. Chuyển tiền từ điện tử từ số điện thoại mất phí là 0%, chuyển khoản trong ngân hàng là 0%, chuyển tiền điện tử bên ngoài là 0,25%. Mua thẻ tiền điện tử bằng Visa, Mastercard hoặc Union Pay là 4%. Trao đổi tiền điện tử ngay lập tức cho tiền fiat và rút tiền vào thẻ ngân hàng sẽ mất 2% cộng với 1,15 đô. Khả năng ràng buộc một thẻ ngân hàng để rút tiền là 1. Thông báo giao dịch qua tin nhắn miễn phí mỗi tháng là 25. Giới hạn mỗi tháng để rút tiền vào thẻ là 5.000 euro hoặc 5.000 đô la. Kiểm tra ví Zam và nhận được 1.000 Zam làm quà tặng để thanh toán miễn phí bảo hiểm ngay bây giờ. Bạn có thể điền số điện thoại của bạn ở đây để tải về Ram ngay bây giờ. Dưới đây là một vài các thông tin công cụ mà bạn có thể liên hệ với dự án Zamzam, như tham gia trên Telegram để có thể đặt câu hỏi ngay, theo dõi Twitter, Instagram, Reddit, Medium, Facebook để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về dự án này. Đây là bản Google Play về dự án Zamzam, bạn có thể tải về ngay. Trên đây là những thông tin review về dự án Zam. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe video của tôi ngày hôm nay và xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở dự án tiếp theo.